đi chơi em ở nhà là em cứ lấy mấy cái bình hoa ra em sửa mép á. Cắm hoài Đi chơi không anh? Đi xuống nhà chị ba cho. Nhà chị ba. Về không? Chị ba. Đây. Đi Đi. cho ba chơi. Đã lên. Ok, mình cắt xong rồi đi. Có mấy mình bông ở nhà rảnh cấp tới cấp lui hoài đâu vừa ý đâu. Rồi xong rồi nè, đẹp không? Thì tắt máy đi chơi cả nhà ơi, đi xuống thăm chị Chi ở Garden Road. Nhà chị Chi ở sau nhà có mấy cây bưởi. Đi chơi đi. Sao hai cha con này mặc áo màu xanh vậy? Thì đá banh. Xanh xanh. Mắt gì đi đá banh phải mặc áo màu xanh. Thì rồi cho nó cũng thay quần áo khác, đá banh mà đâu phải mặc này. Mà nghe nói đợi anh bóng lắm phải không? Bóng là sao? Chứ sao em thấy nguyên bộ hồng? Màu hồng nó không có trùng với mấy đội khác. Chứ không phải bóng à. Ai biết cái đó, hỏi người mua quần áo đó, không biết ổng sao. Mỗi lần kêu ổng đi mua quần áo đá banh đâu cũng toàn là chơi nguyên bộ hồng với lại tím đồ không à. Không lẽ giờ em đặt cho cái đội banh nên là đội bóng. Đội bóng chứ. Thì đá bóng là phải đội bóng. Trời. À, anh sao mấy cái cột nước á, màu tím vậy? Chắc là bóng luôn. Corona này chắc xuống dốc nè. Cũng bóng. Đường núi xuống dốc. Đâu, mấy cái chỗ mà dòi nước, cột nước màu tím, thường thường màu vàng. Chút xíu là có một cột, chút xíu có một cột nha. Khoảng cách rất là ngắn. Một cột gì? Cột nước á. Nó giống như là khi mà bị cháy gì đó là xe cứu hỏa nó tới đây mở cột đó, nó gắn ống vô nó xịt. Thấy không? Cột là gần gần nhau luôn á. Ở đây là cho nên nó có bị gì nhanh lắm. Ta chữa cháy rất là lẹ. Đâu? Cột đó là cột nước mà. Cột để cho xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa nó chạy tới thì em thấy lấy nước ở đâu? Chứ không phải cái đó để xịt nước cho mấy cái cây ở ngoài đường hả?
lúa chứ người ta. Không biết lâu rồi mà không biết. Có bao giờ để ý tới đó đâu. Xe cứu hỏa chạy tới cái cột đó, rồi người ta lôi cái ống ở trong xe cứu hỏa ra, người ta gắn vô cái cột đó, nó mới thả nước ra, nó mới nước nó chạy vô cái ống mới xịt chứ. Cho nên là cột đó là ở đâu cũng có hết, trước nhà, trong khu nhà nào cũng có, theo ngoài đường cũng có, không chút xíu là con cột, chút xíu con cột. Để hệ thống chữa cháy rất là hay. Bây giờ thì em mới biết. Cột vàng đó nó cũng cột nước luôn. Anh là em là phụ nữ chỉ cần đây biết. Đây là chiếc xe Mustang. Đẹp ha. Cái này thuộc loại Cobra. Mustang này Tùng Trang thích lắm nè. Đây là Mustang. Tùng Trang em có coi tới lúc này coi xe của em cho đã hay. Bà chị nấu bún bò Huế nhìn thấy hấp dẫn không nè? Nấu cơm thai hành thai lòi sáng lụa dạ thôi bún bò coi nó coi một nồi khủng khiếp luôn. Nấu có hai nồi lận á, nồi heo, nồi xương, nồi đuôi bò. Thì cái nước nó ngọt quá trời luôn. Chị nhập cái tại mình nấu cái đuôi bò mình sợ nó tùm lum á, chị mới nhập cái nồi heo qua để chụp hình cho coi. Rau nè, bắp chuối. Dạ. Dạ. Có rau muống luôn. Trời ơi, rau thơm. Quá hấp dẫn luôn. Có chứ. Bên đây á, đằng trước nó đậu được một phía bên đường bên kia nó cũng hồi xưa nó ngủ lên á thì cái bông đẹp quá trong đằng Thái Lan từ lúc mà từ sạc có một quẹo phải qua phải không? Cái bông dễ thương. Này cũng có trái nữa nè, bông càng nhìn lạ ha, đẹp quá chị ơi. Cũng có trái á, lúc mà nó đậu nó chưa héo hết rồi. Quá trời, cái nhà chị rộng như là cái gì. Chị chăm là nó có trái, mà chỉ chăm chi, chăm chút cái đường sao hái được? Cái nhà ông này không có tổng cái đồng của đó, cái đồng của quá nhà chị gái. Bông bập. Đẹp quá. Thấy con trồng bông quỳnh á, da còn đen á. Dạ. Trời ơi, người ta chỉ trồng không được. Như chị không có khí trồng tay. Chị có thấy hả? Thấy lên mạng thấy á. Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy nè. Đẹp ha. Ừ. Cái này cây đào nè. Mà cái sao cái lá nó ngộ quá. Không biết cây quéo gì ra thời mình cứ nó quên trái này ngon, trái nào sực sực cũng được. Đẹp lắm á. Rộng quá chị ơi, cái nhà. Chị, nhà rộng quá. Đâu cũng rộng. Không có giờ là 600 mấy á trời. Đó chị nói rồi, mua đi. Cái dịp này là ráng suy nghĩ đi, không chịu cưng chứ phụ. Ghé thăm vườn bưởi của nhà chị. Quá trời bưởi luôn. Ê nè, bưởi cây nè, trái hoàng hoài luôn. Bưởi đang ra trái. Thank you.
Bữa nay ngon dữ lắm. Mỗi năm đi ăn, năm nào đi cũng được ăn hết. Nguyên một giường luôn á. Tại chị con chị cũng mưa, cái gì